Vô ghế được rồi, vô đi. Vô nha, vô ghế cho ba quay phim nha. Ok. Ok, để đi quay phim rồi nó được. Ý, ngồi xuống con. Con chim nó bay lên trời kìa. Chim nó bay lên trời kìa, nhìn lấy. Ngồi xuống, Tài nè. Tình ngồi xuống con, nhanh lên. Rồi anh ơi, đưa đi nè, đi xuống bỏ con đi, Thảo lái xe mệt quá, anh chịu đó.